ao trần, quá ao trần, nó gọi là ao trần. Tao ban con bay, tôi ban con bay của cái thằng sớ bạc mới được. Để con bay, để con bay hả mày, để con bay hả mày, ban mày luôn hết sớ bạc nha con. Bây giờ mất mà gãy cái mắt kiến ra một cái là mất nhìn. Vô cái kênh chat mất không thấy một chút xíu tình cảm luôn á. Nhớ hồi xưa lúc mà mới stream. Thời mà mới stream, hồi đó mới stream là stream Talk TV. Nhìn cái kênh chat thấy toàn tình cảm không. Vừa bật cái livestream lên là anh mất ơi, ngày hôm nay của anh như thế nào? Nên là anh mất ơi, đánh con Chitana này level 3 hãy quýt nhau nha, chẳng hạn như vậy. Còn bây giờ nhìn vô cái kênh chat coi kìa. Anh cảm ơn nhân, anh không bán flash nhân ơi, anh chỉ bán thiêu đốt thôi. Không phải mặt hàng nào cũng bán ở kênh chat anh được nhân. Cho tôi đi xin đây. Ui da, trời ơi, bấm lộn. Hồi nãy giờ mít ít hoài vậy ta. Hình như do bàn phím hư hay gì á. Tôi phải qua công ty tôi đập đầu nguyên quá. Tới giờ nó chưa đền cái bàn phím cho tôi nữa. Tôi phải qua công ty tôi đập đầu nguyên quá. Trời ơi, ông đi xin lề cái mày thiệt. Wow. Thầy dứt đâu ta? Thầy dứt đâu rồi ta? Quá hay Lee Sin. Lee Sin đánh quá hay. Anh em kênh chat đang gọi tôi là Gam Ultimate nhưng thật ra không. Giới thiệu với anh em, tuyển thủ trẻ tuổi vừa ra mắt, Gam Cường Bảy Núi. Ủa sao con chiếc Tana cũng mất lại thông 66 ta? Cảm ơn Tân Nguyễn nha các bạn. Gam Cường Bảy Núi, Gam Cường Bảy Núi, Bly. Cái gì vậy? Wow. À. Anh cảm ơn số 3 giùm nha em. Mãi bên nhau em nha. Coi làm gì tôi kìa. Điên à, lấy gạch shit liền. Khai chết không có đam. vị trí phù hộ à. Anh DJ chip à. Đợi ra xíu. Ao trần, quá ao trần, nó gọi là ao trần. Fire.
quá trời tele luôn rồi kìa. Rồi lá lên quýnh bồ tôi luôn kìa. Rồi dắt tele xong chạy luôn kìa. Que gì trời. Nhảy vô cái chết luôn chắc. Đái ra máu liền. Ai 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 ai. 10k. Ai ăn được 10k. Ok chưa? sợ. Rồi con chó này. Nè, bay thêm cái nữa. Trời, cái red đốt tôi. Cái lộn, cái red đốt thằng kia cái trụ bắn tôi. Rồi ta. Mấy trụ boss đúng vậy. Nó là chợ. Đúng vậy, lấy được dưới, đúng vậy. Nó là mắc go. Cái thằng bên kia sao theo nó nhẹ. Nhà lá nó bắn nó chết nè. Đó, đụng tiền. Nhảy ra. Xong rồi sau đó là cơm quay lại đúp một cái quy một trời sao lại giúp quy hai vô lính. Trời ơi Kuroko nó cho anh rồi đánh cái gì. Ây da chói mất bằng cà vạt rồi. Rồi cái bên hao này trên Đà Làng rồi. Ơ cái gì đây ông nội. Ê sợ thua. Ôi bốn cái nhà. Bốn cái nhà đây. Nhà Halloween. Trời ơi Kuroko nó múa. Hehehehe